Làm gì dạ, coi nãy giờ coi cái tay chỉ tay sao Kim tím dính tay bé rồi. Theo tôi biết thì cái chỉ tay này nó nói ra một cái số thứ nè. Ví dụ, chỉ tay tôi biết được là truyền thống gia đình bạn làm nghề này bao nhiêu năm dựa trên cái số đường chỉ tay đây. Đây gọi là đường truyền thống của gia đình ha. Ê, có cho phải nên là đừng có chối tôi nhìn. Kế bên là cái đường ra cầu Bình Lợi nè. Đây là đại diện cho những gia đình có nghề truyền thống lâu đời nhất. Chúng ta hãy cùng xem vị trí số 1 là ai. Xin mời. Xin chào mọi người, tôi là Trần Duy. Tôi yêu tiếng đục gỗ vô ngần sâu sắc. Hãy gọi tôi là người gõ đục. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Mời vị trí số 2. Xin chào tất cả mọi người. Tôi tên là Thanh Thảo. Tôi ngủ cùng heo. Tôi chơi với heo. Tôi làm đẹp cho heo. Và tôi là người yêu heo vô đói. Xin mời cô chú vị trí số 3. Tôi tên Nguyễn Lê Thành. Vợ tôi là Vi Dường. Vợ chồng tôi có biệt danh là gia đình Cam Cam. Xin mời vị trí số 4. Tôi là Quang. Tôi yêu những hũ sơn. Tôi yêu những cây cọ. Và tôi là người thợ quẹt quảng cáo. Xin mời vị trí số 5. Chào các anh chị và các bạn. Tôi tên là Trần Vũ. Sở thích của tôi là nhảy múa với những người bạn đặc biệt. Tôi là người múa lon cho rồng chuyên nghiệp. Đây, họ đại diện cho đoàn đội gia đình có nghề truyền thống lâu đời. Vị trí số 1, nghề nghiệp là gì? Chúng ta cùng biết ngay sau đây. Bản thân em yêu thích cái bộ môn nghệ thuật mà nó đòi hỏi sự kiên nhẫn và nó cho phép bản thân được sáng tạo. Và cái lý do thứ hai đó là em chọn nghề điêu khắc này để tiếp nối truyền thống của gia đình. Thì điều khó khăn nhất đó là quá trình tạo hình. Người nghệ nhân cần phải tưởng tượng ra hình thể 3 chiều cũng như 4 chiều của một tác phẩm. Và điều khó khăn thứ hai đó chính là về sự kiên nhẫn, vì trong một tác phẩm luôn có những chi tiết rất nhỏ và từng tầng lớp lớp các chi tiết nó đòi hỏi người nghệ nhân phải có sự kiên nhẫn tỉ mỉ trong chi tiết đó để có thể tạo nên được một tác phẩm sắc nét tinh xảo. Thưa quý vị, đây là ai? Ai? Là ai? Mình xem luôn đi. Dạ, biết cái này là cái gì? Em không thể nào ngồi một chỗ được. Tưởng tượng của em á, Luffy mũ rơm. Trong 7 viên hồng rồng. Dạ không, trong chuyện One Piece. Không biết luôn. Đúng không? Đúng rồi. Ai cũng thích Luffy lắm hả? Dạ đúng rồi. Lấy tặng riêng câu này luôn được không? Dạ không. Em sẽ làm cho anh một con mới rất là đẹp hơn rất nhiều. Okay. Đây nè. Dragon nè. Đây là Son Goku. Đây là quái nhân trong người nhện nè. Đây là nhân vật mới. Không, cái này là cái cậu mà ấy đó. Ê ơi, chúng tôi lưu ý. Xin đừng đụng vào hiện vật. Sorry.
Oh my god. Em ơi, em học làm cái ngành này bao lâu rồi? Dạ em học được 4 năm rồi. Học 4 năm? Dạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ em 22 tuổi. Em ơi, em học 4 năm xong, học cấp 3 xong là học ngành này luôn. Dạ, em học cấp 3 xong thì em có học đại học, nhưng mà sau đó em nghỉ và em về học điêu khắc. Anh nói nghe nè, là xích lại đây anh ôm cái coi. Dạ. Trời đất ơi, 22 tuổi rồi hả? Dạ. Ba em á bao nhiêu tuổi? Dạ em cũng không nhớ. Ba mình bao nhiêu tuổi mà không biết? Dạ. Má nhiêu tuổi? Dạ má bằng tuổi ba. Má bằng tuổi ba mà hỏi ba không biết là coi như làm không biết tuổi má luôn. Giờ anh hỏi một câu nữa, ba má có làm nghề này không? Dạ có. Ha, có nghĩa là hồi xưa đó, nếu anh đoán không làm hồi xưa đó là ông ngoại em á là làm cái nghề này đúng không? Dạ. Ông ngoại em làm nghề này mới chỉ qua cho bà ngoại. Rồi bà ngoại mới học ông ngoại, rồi mới làm ra những cái tác phẩm, rồi sau đó mới truyền lại cho ba mẹ em. Rồi ba mẹ em làm cái nghề thủ công này cũng không có gọi là giàu có gì lắm, rồi bỏ nghề một thời gian. Sau đó em đi học và em học kiến trúc, học về mỹ thuật. Em mới đem cái mỹ thuật đó về và em nói với ba mẹ là hãy truyền nghề lại cho con để con làm. Và cuối cùng em đã tạo được trở lại cái ngành nghề của ba mẹ em. Ủa anh ơi, anh kể kịch bản cải lương nào vậy? Tìm lại cuộc đời. Trong thời gian anh cải lương á thì đó, Lâm Vị Dạ coi nãy giờ coi cái tay chỉ tay sao Kim tím dính tay bé rồi. Theo tôi biết á thì cái chỉ tay này nó nói ra một cái số thứ nè. Ví dụ tôi nhìn chỉ tay tôi biết được là truyền thống gia đình bạn làm nghề này bao nhiêu năm, dựa trên cái số đường chỉ tay đây. Đây gọi là đường truyền thống của gia đình ha. Ê, có cho phải nên là đừng có chối tôi nhìn. Kế bên là cái đường ra cầu Bình Lợi nè. Không, bàn tay em này rất là rõ ràng, chứng tỏ rằng em này chỉ chọn đúng một nghề thôi. Nhất nghệ tinh, nhất thương vinh. Mà cái nghề này là cái nghề cha truyền con nói. Anh ơi, nam tả nữ hữu, nam coi bên này nè anh. Hả? Vậy hả? Vậy là anh qua đây, đúng rồi. Ồ. Bàn tay này rất đẹp. Nó không có đưa lên một cái gì ngoằn ngoèo, không rối rắm, đường chỉ đó em không có rối rắm. Vì vậy cho nên là em chỉ có một nghề thôi, nghề điêu khắc gỗ. Và cha truyền con nói ít nhất cũng phải qua đời. Thôi em nghĩ là từ thời ông Sơ luôn anh. 4 năm đời vậy. Nhưng mà nó khoảng bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm ở thì 3 đời đó. 3 đời thì cứ tính đi. Hơn trăm năm. Khoan, 3 đời hơn trăm năm. 40 năm. Cho xin hỏi một cái nha, là thường là làm nghề này là gia truyền của nhà mình đúng không? Là mình sẽ có một cái nhà thờ tổ đúng không? Dạ. Yeah. Mày có nghe nói là lịch sử lâu đời của nhà thờ tổ từ lúc nào không? Dạ, yeah, em thường không nhớ rõ chính xác là năm bao nhiêu. Một bức như vậy là em làm bao nhiêu lâu? Dạ, một bức như vậy tầm từ 2 tuần cho đến 20 ngày. Và em bán ra cái một bức gì là khoảng bao nhiêu tiền? Dạ, những tác phẩm như hiện tại em trưng bày thì em không bán. Tại vì em làm niềm đam mê thôi. Em ơi, vậy là bây giờ gia đình em làm tất cả tác phẩm là khoảng chừng mấy điểm? À, mình hỏi lại được không? Mình là tất cả toàn bộ mà gia đình em làm á là tất bao cả là nhâm? bao nhiêu cái á? Tính từ ngàn xưa tới giờ thì bao nhiêu sản phẩm rồi? Dạ, rất là nhiều. Sao nhớ nổi? Đây, tóm tắt một câu cuối cùng chất vấn thôi. Hiện tại bây giờ nơi em làm là em có thuê nhiều nhân viên công nhân làm không? Dạ có ạ. Làm chủ đúng không? Dạ đúng rồi. Con chủ có nghĩa là đây là một dây chuyền rất là lớn lâu rồi. Bây và đã thuê nhân công rất nhiều. Chúng ta đi vào những cái vật dụng nè. Đây là những cái vật dụng mình để đục đẽo nè. Cái này để làm cái gì? Dạ để tạo những nét chấn như vậy. Rồi. Còn cái mà có độ lõm thì dùng làm gì? Là sẽ tạo hình những cái đường tròn này. Khi mà mình tạo hình xong thì mình sẽ để đây. À. Chúng ta qua bức tranh này. Xin hỏi em là cái này là mình đục cái tấm này xong cái mình đẽo cái này xong mình dán vô hay là nguyên một khối mình đục tới? Dạ, ban đầu là nguyên một khối, sau đó tụi em sẽ lấy nền hết xong xuống và bắt đầu vào chi tiết. Tức là ở trong này nó không có sự dán gì trong đây hết? Dạ đúng rồi. Và những chi tiết này thì em sẽ dùng những cái đục như vậy để lọng ở trong. Tức là nguyên một tấm gỗ dày, sau đó đục ra, đục cái khối này xong chừa lại xong đẽo ngày này qua tháng nọ. Cái này theo tôi nghĩ chắc phải 3-4 tháng mới ra một tấm này quá. Dạ đúng rồi, tầm 2 tháng.
Không thiệt, mấy cái tóc này thích dễ sợ luôn á thiệt á. Em mà mỗi lần mà lỡ mình làm á, mình đục vô cái mà nó lỡ gãy á, thì mình làm sao mình dán nó lại sao? Thì dạ, có rất vẫn là nhiều dán được, nhưng mà thường thì mình sẽ làm lại từ đầu. Dạ không, thường thì mình sẽ cố gắng để không bị đứt. Vì cái việc đứt nó như vậy nó sẽ làm thời gian lâu. Nói chung là chúng ta nhìn vào sản phẩm, chúng ta thấy một điều như thế này nè. Tại vì á, muốn đẹp và sắc sảo tỉ mỉ như thế này có nghĩa là truyền nhiều đời rồi. Đó, thì số năm nó phải tăng rất là nhiều rồi. Nghĩa là kinh nghiệm rất là nhiều đúng không anh? Em ơi, bữa nay có cha mẹ em đi không? Dạ không chị, em ở Quảng Nam nên em vô đây một mình thôi. À, chỉ một Quảng mình Nam em. Là dạ. Chung quê với anh Giang. Thưa quý vị, quá nhiều thông tin rồi. Cháu bé đang sợ hãi, chúng tôi sẽ đưa cháu bé vào bên trong để thở oxy. Bây giờ chúng ta...